Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một năm kể từ khi Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc thông báo quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cả về phía Nam và phía Bắc, bảo đảm các yêu cầu đặt ra, trong đó Thủ tướng từng khẳng định cần đất ở phía nào thì lấy đất ở phía đó, cần đất sân golf thì lấy đất sân golf. Nhưng trong hai cuộc họp gần đây về việc đầu tư các dự án giảm tải cho Tân Sơn Nhất 9 tháng 8 và thu hồi toàn bộ đất quốc phòng hoạt động sai phạm 8 tháng 8, cả Thủ tướng lẫn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đều không hề đả động gì đến sân golf Tân Sơn Nhất. Trong cuộc họp thứ nhất, Thủ tướng Việt Nam đã yêu cầu Bộ Quốc phòng thu hồi toàn bộ các hợp đồng đất quốc phòng hết thời hạn sử dụng, hoạt động sai phạm và sử dụng kém hiệu quả để công trình Bộ Chính trị xem xét và quyết định. Tại đây, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng thừa nhận qua kiểm tra rà soát khu đất quốc phòng có phát hiện sai phạm trong sử dụng và còn nhiều thiếu sót, do đó sẽ kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm đối với tổ chức cá nhân sai phạm và không có vùng cấm, xử lý công khai, minh bạch và rõ ràng. Tại cuộc họp thứ hai, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh công bố 7 dự án đầu tư 5.600 tỷ đồng để giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất. Trong 7 dự án đó có việc xây nhà ga T3 mở rộng đường dẫn vào sân bay, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến việc lấy đất từ sân golf chiếm diện tích 158 hectare của sân bay. Phân tích về việc này, nhà báo Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn nhận định, xin trích: theo tôi, thứ nhất, luật đất đai của Việt Nam thì nó chỉ có cho vui thôi, mà một trong các căn cứ nghiêm trọng nhất hiện nay là quân đội. Nó gần như là một nơi, một địa chỉ bất khả xâm phạm, không chỉ riêng sân golf mà rất nhiều ngay trung tâm thành phố Sài Gòn, ngay quận 10, quận 3 và quận Tân Bình, mà hầu hết bên quân đội từ trước tới nay họ đều là tự tung, tự tác, tự tiện. Họ bất chấp luật lệ. Không chỉ riêng ông Nguyễn Xuân Phúc với tư cách là đương kim thủ tướng đâu, mà trước đây thời ông 3X Nguyễn Tấn Dũng còn là thủ tướng, hoặc trước đó nữa là Phan Văn Khải thì đều bất lực. Vì vậy, tôi không lấy làm lạ khi ông Nguyễn Xuân Phúc không hề dám đề cập đến sân golf Tân Sơn Nhất, mà chỉ nói chung chung như vậy theo thiện ý của tôi là nhằm mục đích cho người dân thấy rằng họ chống tham nhũng, không có vùng cấm, nên tôi cho rằng điều đó bất khả thi, hết trích. Trong khi đó, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một nhà quan sát từ Sài Gòn cho biết, hiện nay tại sân bay Tân Sơn Nhất còn tồn tại 3 vấn đề: việc trao trả đất sân golf cho sân bay Tân Sơn Nhất đã bị chiếm dụng hơn 10 năm qua, tình trạng kẹt xe khu vực xung quanh sân bay càng ngày càng nghiêm trọng và vấn đề thủ tục giữa các ban ngành, thành phố và Bộ Quốc phòng còn nhiều bất cập và dậm chân tại chỗ, khiến cho mọi quyết định của Thủ tướng cũng như Bộ Giao thông Vận tải vào thế như một trò đùa. Ông phân tích thêm, tất cả mọi vấn đề tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được giải quyết bởi sân bay Long Thành. Và từ rất lâu rồi, và đặc biệt là từ năm 2017 đến nay, đã có những động tác của nhóm lợi ích vừa PR quảng cáo cho sân bay Long Thành, vừa phá sân bay Tân Sơn Nhất để làm sao có thể dẹp luôn Tân Sơn Nhất, chuyển toàn bộ tuyến bay về Long Thành. Như vậy sẽ đạt được ít nhất hai mục đích. Thứ nhất, vừa kinh doanh sân bay Long Thành, vừa đất đai 5.000 hectare khu vực xung quanh Long Thành. Và thứ hai, khi dẹp được sân bay Tân Sơn Nhất thì sẽ lộ diện tích đất vàng rất lớn, 800 hectare, và có thể nói đây là khu vực đất vàng khổng lồ và thậm chí nó còn lớn hơn cả Thủ Thiêm nữa, thì lúc đó đất vàng sẽ rơi vào túi ai? Ngoài ra, nhà báo khẳng định chắc chắn đã có những động tác cố tình dây dưa tất cả mọi vấn đề thủ tục liên quan đến việc mở rộng sân bay, chuyển trả đất sân golf. Riêng tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS,
thì nhận định rằng, xin trích, có một chuyện thực là những tài sản công mà người ta mang đi sử dụng không đúng mục đích của nó. Đất của sân bay thì chật mà dùng cái đó để làm sân golf phục vụ cho việc kinh doanh cho một số người. Thực sự thì đây là cách tham nhũng ăn cắp của công một cách khá trắng trợn mà người ta không đặt vấn đề ra trong việc thu hồi. Thì những sai phạm như thế nó dính đến nhiều những người có chức có quyền cao mà có thể cả những người muốn thu hồi thì thật sự giờ há miệng mặc quay. Trước đó ngày 16 tháng 4 năm 2018, theo kết luận mở rộng sân bay thứ nhất do Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, ngoài một nhà ga T3 được xây dựng mới ở khu vực phía Nam, khu vực sân golf phía Bắc sẽ trở thành khu nhà ga dành cho hàng hóa, khu vực bãi đậu và bảo dưỡng máy bay. Chỉ đạo của Thủ tướng đã ban ra đến nay hơn một năm, nhưng trong họp báo công bố 7 dự án giải quyết tình trạng quá tải ở sân bay Tân Sơn Nhất, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vẫn không đề cập đến khu vực sân golf. Nhà báo Nguyễn Ngọc Gia cho rằng không có phương án nào hiệu quả hết, cho dù là mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất hay xây dựng mới sân bay Long Thành cũng không hiệu quả. Quan trọng nhất hiện nay là họ nói vậy thôi chứ không có tiền. Sân bay Tân Sơn Nhất còn kinh khủng hơn, bởi vì có tiền cũng không tài nào có thể dùng từ của họ là giải tỏa, giải phóng mặt bằng, thì đụng vô đó là toàn đụng vô thứ dữ, chứ không phải đụng vô dân oan Thủ Thiêm hay dân oan vườn rau Lộc Hưng đâu. Đụng vô sân bay Tân Sơn Nhất, vùng phụ cận và vùng đất dự trữ đó toàn là đất của con ông cháu cha, toàn là cộng sản máu mặt không đó. Tôi nói một câu, tôi thách Nguyễn Xuân Phúc làm được điều đó. Đó, mặc dù tôi rất muốn giữ lại sân bay Tân Sơn Nhất theo ý kiến của tôi. Còn theo tiến sĩ Nguyễn Quang A thì phương án nào được đưa ra mà được bàn tán nhiều thì phương án đó không giải quyết được vấn đề. Vấn đề hiện tại thật sự ở đó có những nhóm khác nhau hoặc những nhóm không khác nhau lắm. Vẫn trong nhóm đó thôi là họ muốn làm cho tình hình Tân Sơn Nhất ngày càng khó khăn hơn để thúc đẩy việc làm sân bay Long Thành. Làm sân bay Long Thành thì việc người ta có thể chiếm đất này đất kia tại Tân Sơn Nhất hay trong sân bay thì theo tôi nguy cơ này rất có thể sẽ xảy ra. Chưa biết sân bay Long Thành có thể khởi công xây dựng vào cuối năm 2020 như lời đại diện của Tổng Công ty Hàng không ACV công bố trên truyền thông trong nước hay không, nhưng rõ ràng theo tính toán của ACV, nếu lùi việc xây dựng sân bay Long Thành 5 năm sẽ đội vốn lên 10 tỷ đô la, hoặc dù chưa ai dám khẳng định sau khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động sẽ giảm tải và kẹt xe tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định đây là một thời hạn hết sức là dây thun, có nghĩa không có quy định thời gian hạn chót của nó là bao nhiêu. Từ năm 2015-2016 cho đến nay đã đốc thúc đến hàng chục lần rồi mà Bộ Giao thông Vận tải vẫn y ra đó. Nói thẳng ra là Bộ Giao thông Vận tải là nhóm lợi ích khổng lồ, cứ nhìn các BOT là nhận thấy. Giờ tiến tới đường cao tốc Bắc Nam, đường sắt cao tốc Bắc Nam thì cho thấy đó là nhóm lợi ích khổng lồ và sẵn sàng qua mặt Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam. Đồng quan điểm này, tiến sĩ Nguyễn Quang A khẳng định nếu các phương án không được minh bạch, không được bàn cãi tranh luận, nhất là các chuyên gia lên tiếng, thì rất có thể dính líu vào đại án tham nhũng được xem là động trời. Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng cho rằng theo các chuyên gia am hiểu và khách quan độc lập đều khẳng định rằng sân bay Tân Sơn Nhất hoàn toàn có thể nâng công suất lên gấp đôi để giải quyết tình trạng quá tải cả trong lẫn ngoài như hiện nay, nhưng với điều kiện phải thu hồi đất sân golf. Nhưng ông cũng nói thêm, thật sự mà nói không trả cũng không được, bởi vì hoạt động của sân golf đến bây giờ là lỗ với lỗ thôi, và con số lỗ hiện nay là 3.000 tỷ đồng rồi. Tôi nghĩ nhóm lợi ích sân golf Tân Sơn Nhất không muốn
bám víu Sun Gold làm gì nữa, nhưng muốn trả Sun Gold về cho sân bay, họ lại đòi một điều kiện với chi phí lỗ hơn 3.000 tỷ đồng, thì ai sẽ là người thanh toán cho họ? Hồi làm hợp đồng cho sân bay Tân Sơn Nhất thì đó là một hợp đồng vô pháp, vô thiên và vô hiệu. Hợp đồng ký trái pháp luật, cho nên toàn bộ hợp đồng thuê và xây dựng sân golf là vô hiệu về mặt pháp luật. Ông Nguyễn Đức Kiên, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội đã khẳng định việc này từ hồi năm 2017 rồi. Xin cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện chương trình một cách tốt hơn. Xin hãy chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Xin hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kế tiếp của chúng tôi.